Thôi coi cỏ trường sinh đi. Cái trường sinh mà lo gì? Mưa xuống nó sống vậy vậy nè. Tôi chặt mà chỗ nào đi cũng được hết á. Trời ơi nó đóng. Wow. Trời. Hồng mai. Cụm tròn zin. Đỡ hơn lũ hôm trước đi chế đen rồi. Hôm trước chế đen. Chùi. Cái núi đó là có đá thạch anh này anh Mười à. Thật anh núi này đá tiếng cánh tóc là nhiều ghê luôn nè. Thật anh non hay sao á, đợt sau xuống có thật anh già lắm á. Có gì không tiếng cánh đợi hết mà hồi xuống á, giờ đi chưa thấy cái ống cái trụ thật anh nào á. Cái này thật anh này cả chưa đó, duyên thật anh này. Nhưng mà cái này là anh non á. Đúng trời mùa hè mọi người. Wow. Trong mùa queo luôn. Cả nhà thân mến, thì mình chung xuống cái suối này ha. Mình thấy nó một cái củ quá trời luôn. Nó tây tàn nó rất là đẹp nha. Nằm ở dưới nó bò quèn quèo luôn. Nãy mình dọn quên quay luôn á. Thì ông mới vừa rồi ông gặp được một tổ ong, mình không biết là có mặt hay không, ủa bộ to hay nhỏ nha. Mình lấy cái cây này xong mình qua cho ảnh thử của ông như thế nào nha, bắt luôn trọng luôn. Đó. Đây nè, đi xuôi nha, bộ hoài trò vô. Nắng lắm. Chung chung này trốn mà mày đâu mà gặp được con em này. Mà không biết có lấy được không nữa, dòng này lấy lên toàn hên xuôi thôi một cái nhà. Đó. Mày thì nó được nhiều rỡ, còn không mày thì cái rỡ chuột gì hay cái rỡ thôi. Cái cây này chả biết ăn rỡ vô hoàng đá hay sao nữa. Ăn vô hòn đá này thì cũng có mà khóc thôi, hòn đá là tản phần. Vì nó nén quá nha, mình cũng lấy đại cho nếu thiệt ra không dám lấy mấy cây này. Đào mất công. Với dưới cái tảng đá to rồi cả nhà ơi. Thì không biết nha, mình chặt chắn được một cây rỡ của nó rồi. Chứ một cây rỡ. Ở đây nó được hai rỡ rồi. Một cây rỡ này thì củ cái dây này đã qua. Mà mình sợ cái dây này nó đâm xuống này không, mình còn chưa biết nha. Mà ít nhất là mình cảm nhận được có hai rỡ rồi. Anh trong đã chết đập nãy giờ ra này. Anh trong đó đục hết cái lốt chân này. Đá này nó bị mục rồi mọi người. Đó, cho nên đã cốm. Ủa, trên này là còn cứng lắm. Cố gắng mình lấy ra cho bằng được nha. Đào sâu quá chừng luôn mọi người. Được xuống nó chắn được ba cái rỡ rồi. Một này, hai này, ba này, ba cái rỡ rồi. Coi vẫn còn y nguyên. Không có nhúc nhích gì hết. Giờ mình phải vào mặt bên kia mình đào tiếp thôi. Wow. Mấy cái rỡ này mình nói ba rỡ không rút cũng không phải mọi người à. Rỡ cái này nó qua. Một cái giờ mình quắn 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 luôn mình tưởng ba rỡ. Đó. Trong đó mình thấy được hai cái đầu rồi. Chắc còn đầu ăn vô trong đá hay sao ạ. Wow. Không mọi người không. Lấy mấy cái này nó không phải đơn giản. Nó khó vô cùng cả nhà. Chùa. Đào từ về đây tiếp tới trong nó âm ở trong kia luôn, vẫn chưa động cây rỡ cuối của nó nha, rỡ chuột á. Có cái rỡ này nó bèo ra đời rồi mình kiếm nữa mà nó không có ra cái rỡ này nữa đây, bên kia còn dài luôn, quá mừng. Wow, chính thức là mình thua cuộc mọi người, chưa có cái rỡ nào luôn. Có cái rỡ này nó nằm toàn cái dây này thôi, tạo nên nó không có cái gì đó mà cái rỡ chuột nó ăn ở đâu vẫn chưa biết luôn á. Ôi trời ơi, phải làm biến mà thiệt ra đào hết tay luôn rồi. Hàng đá mà. Đá sầu quá. Cái này nó không có rỡ. Đây là của ông, hành bá của ông anh này. Một cái con vịt trời. Của thiên tế với một cây sầm Yame lá nhỏ. À, không phải, còn ổ ong thì ông chỉ mình vô trên kia, giờ chui mình bắt nha. Đó, đi thì không có, mày ông kia gặp ổ ong đây, không biết có mặt ông nào nữa vô, nếu không có mặt thì cũng bắt luôn. Đó, bây giờ đi vô.
Ôi, mày chui ra tới tổ ong rồi mọi người. Tổ ong này cũng nhỏ nhỏ quá. Đó, tổ ong đó. Bây giờ mình kiếm cách mình bắt thử coi coi có mặt không nha. Nó cao quá cả nha. Giờ kéo xuống thì nó bị bỡ búa rồi. Thì ổ này thì nó tầm cỡ non xị, cho ăn xị đi. Đó, xị, ông này ông vàng, ông này thì nó cái lượng quân nó ít lắm. Đó, mặt cho vào. Này, rất là tốt. Đủ tiền sen rồi. Rồi, ao gành đạo Củ Thiên Tớ. Bập búa về luôn. Rồi, mình thì xuống vứt rồi luôn. Này, đêm nay bữa nay đi đói rồi mọi người. Đói rồi. Đào đỡ nha, nói chung là đi rừng nó cũng may rủi thôi mọi người à. Bữa thì có, không có bữa thì học. Chứ ai cũng muốn đi có đó. Đây, vứt nhỏ đi. Cây gan thôi mọi người. Đó, và cái cổ của nó là quá là tuyệt vời. Để ba. Đó, mấy anh em mày đào ra thôi chứ không có cái gì đào á. có siêu phẩm cho bàn rồi cả nhà ơi. Tưởng giờ không rồi. Quá đẹp. Cà nào dỡ lên coi, rùa cà trái rồi nữa chứ. Trời ơi. Vô. Càng đẹp đọc hơn nữa. Đó. Bị. Vô, đại thành đá. Em cái bụng bình đỡ để bàn thôi, một củ. Đồng kiếm củ nó đủ cặp. Tiếp tục mọi người cả nhà. Đó, nhà thấy chưa? Đó, mình đi cứ gan thôi nha. Gan hơn mà giờ mình chơi bàn cà thôi. Để cái bàn nó nhìn nó cũng rất là thẩm mỹ nha. Nhìn nó cũng đẹp đấy. Nhỏ nhỏ thôi. Đẹp đẹp, đẹp hai củ rồi cả nhà. Hô hô, đặt là củ thứ hai. Hai củ rồi. À cưới này mà chưa ăn thua. Trời ơi. Đây cả nhà. Thật mẹ chết rồi, nó liệt băng luôn, nên cái nu đây. Cái củ đây. Mà giờ thấy nó ớn quá, đất nó cứng quá, nó ớn quá. À, nặng quý là nặng lắm nha. Giá xuống trượt chân cá rồi nát. Nó nát rồi nè. Đây mọi người, thì coi ngay chân đây. Đá, lá con nậu, lá cà trên. Sâu xanh đẹp hơn nữa. Là anh chưa? Đó, đạo tí hết. Đạo đấy mấy củ đâu? Ba bốn củ gì đâu á. Dạ. Có con ông kia ông dặn 10 củ mà lâu nay cứ đi lấy cái loại kia chưa gẹp, nay gẹp đám này lấy luôn này. Cắn cái dặn mọi người. Hai anh em ráng kỳ giải đủ 10 củ này. Vứt luôn chứ. Wow, nó nằm cái gì trong cái kẹt đá cái nha. Khó thiết. Wow. Đẹp một chút xíu là khó nói lắm. Hai em mình khai thác ngày nay tổng cộng là được 9 củ mọi người. 9 củ đây. Đó, 1 2 3 4 2 4 6 7 8 9 này, 9 củ. Hết dùng rồi luôn. Hết dùng rồi luôn. 10 củ còn củ đi lấy nấu. Mệt quá rồi. Một cây đây. Tàn cái nhiêu. Sầm mi lá nhỏ. Chưa. Sầm da mê lá nhỏ. Đã đánh bầu luôn. Nằm trên đá luôn. Đó, không có là lùm thôi. Đó, dặn lại mọi người xem này. Trên đá luôn. Đá. Nằm trên đá, sầm da mê. Đó. Phòng tay cả nhà ơi. Hỏi vậy chứ mà đơn giản nó cứng quá, đâu không có nấu. Mình chỉ lá được có 3 củ thôi, còn anh Long lá tới 6 củ, đùa ông quá trời luôn. Còn được chỉ. Củ nào củ nấy bự. Em nước cứ ngay khu gì đâu. Ê, mọi người thấy gì không? Đó. Chiều mát à. Trời mày cần lạnh hai anh em còn quẩn trên núi đi. Đó. Chạy gì mà chạy phòng tay phòng chân hết luôn. Rồi, cũng xin kết thúc video nha. Chúc là cả xin chúc hết tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe. Đó. Rồi mọi người thích những chuyến trải nghiệm của anh em mình thì cho mình một like nha. Đây.
đầu đó. 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 Trời ơi. Đẹp chứ. Đẹp chứ. Đâu còn cái củ nào lật đật của anh ở đâu, đẹp đẹp đâu, dưới lên coi. Củ nào cũng khéo khéo đủ cái rồi. Hà Lan. Bình rượu này anh. Trời ơi. Được được. Đây chắc nhỏ. Xinh. Giờ là quá là gơ gốm rồi, bữa giờ đi không bữa nào. Cái này giống lục bình không? Ừ. Dèo này rất là dễ sốc. Rồi, xin chào tạm biệt.